Thanh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 149 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược Về Minh Triều tập 149 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói Lưu Cẩn sớm đã đoán được phái Dương Lăng nhất định sẽ liều mạng từ chối, chết sống cũng không cho Dương Lăng làm uy quốc công. Trương Thái phủi quan bào, hít sâu một hơi, chuẩn bị đấu màn thứ nhất với Tư Phương, thì lại nghe Tư Phương nói: Hoàng thượng, binh bộ Tả Thị Lang Lưu Vũ sau khi thăng làm thượng thư, chức Tả Thị Lang vẫn để trống. Thần nghĩ chức vị quan trọng như thế, không thể để trống lâu được. Thiết nghĩ mau chóng an bài người tương ứng để bổ khuyết vào. Hả? Một câu này khiến cho mọi người đều đơ ra. Tiêu Phương là người phái Dương Lăng, có ai lại không biết? Y không nóng nảy thay Dương Lăng khước từ chức uy quốc công, lại nghiêm chỉnh thảo luận việc binh bộ còn trống chỗ, thực sự là vượt qua dự đoán của mọi người. Họ đang phỏng đoán liệu hắn có âm mưu quỷ kế gì không, đến nỗi Kim Điện cũng nghiêm nghị, cả nửa ngày vẫn không có động tĩnh. Chính Đức cũng hơi sửng sốt, y mới định thần lại, lên tiếng: Ái Khanh có người thích hợp không? Tiêu Phương nói: Tam biên trấn soái Dương Nhất Thanh, trị quân nghiêm cẩn, tinh thông binh pháp, từ khi đảm nhận tam quân thủ soái, nghiêm túc quân kỷ, chỉnh đốn binh nghiệp, chiến lực biên quân càng thêm bất phàm. Thát Đát một khi trông thấy đã sợ, ít có gan xâm phạm biên cảnh ta. Lão thần nghĩ Dương Nhất Thanh xứng đáng với chức vụ này. Chính Đức tạm thời gạt tâm sự qua, lên tiếng hỏi: Dương Nhất Thanh điều nhiệm binh bộ, vậy ai có thể tiếp nhận tam biên trấn soái đây? Tiêu Phương nói: Tam quan phó soái Vương Thủ Nhân là có thể. Chính Đức có ấn tượng rất tốt với việc xuất kỳ binh giải vây Bạch Đăng Sơn của Vương Thủ Nhân, y nghĩ ngợi một chút rồi nói: Vậy các khanh nghĩ thế nào? Không ai dám lên tiếng, không ai biết Tiêu Phương đang có âm mưu gì. Lão già như tên trộm này, hiện tại song phương quyết đấu, mối chốt Dương Lăng xuống ngựa, lão là đệ nhất tướng tài dưới trướng Dương Lăng, thình lình lại thảo luận việc binh bộ Tả Thị Lang chống chỗ, rốt cuộc có cạm bẫy gì đây? Trước khi chưa tra xét kỹ càng thì nào ai dám nói gì? Chính Đức hỏi một lần không ai trả lời, lại chuyển hướng sang Lục Bộ Cửu Khanh và Lý Đông Dương. Dương Đình Hòa nói: Còn các vị khanh gia nghĩ như thế nào? Lưu Vũ không người nói: Thần nghĩ hai người Tiêu các lão tiến cử đều thỏa đáng cả. Lý Đông Dương cũng vụ họa đồng ý. Quan hệ giữa Dương Nhất Thanh và y không tệ, là nhân tài mà y rất thích. Chẳng qua Dương Nhất Thanh và Dương Đình Hòa đồng thời được y khen ngợi, lại là hai vị anh hùng không hòa thuận với nhau. Nhưng Dương Đình Hòa cũng không tiện trực tiếp biểu hiện yêu ghét ra ngoài. Trong ba đại học sĩ đã có hai người đồng ý, Lục Bộ Trung Binh Bộ Thượng Thư cũng dẫn đầu tỏ thái độ. Dương Đình Hòa chỉ đành im lặng không nói. Chính Đức thấy không có ai phản bác liền gật đầu: Chuẩn tấu, bảo hữu ti ban chiếu là được rồi. Tiêu Phương lui xuống, Trương Thái ho khan một tiếng đang muốn bước ra, thật không ngờ Vương Hoa bên cạnh y giành trước một bước tiến lên bẩm tấu: Thần có bản tấu, hoàng thượng. Ba hải quan của Khai Hải bỏ lệnh cấm, Hàng Châu là phồn hoa nhất, mà chi phủ Hàng Châu là Thương Bính, hiện tại đã 64 tuổi rồi, tuổi già sức yếu, khó đảm bảo được trọng trách nhiệm vụ, đã liên tiếp dâng thư thỉnh cầu các lão hồi hương. Hiện tại chính vụ tồn đọng đối với việc mậu dịch thông thương các quốc gia vô cùng bất lợi. Thần nghĩ nên mau chóng phái người tài đảm nhiệm chức vụ chi phủ Hàng Châu, quản lý chính vụ một phương, rồi phối hợp với các đại dụng đại nhân của nha môn hải quan ti mau chóng mở cục diện, bảo đảm tiến hành mở rộng ra hải ngoại, thông thương vạn nước chính lược. Trương Thái thiếu chút nữa mừng ra mặt: Phái Dương Lăng đang làm cái gì vậy? Không phải là nói nhăng nói quậy, muốn bỏ qua chuyện này đấy chứ? Người tránh được mùng 1 có tránh được 15 hay không? Trương Thái âm thầm cười lạnh, lập tức tiến tới một bước nói: Vương Thượng Thư nói rất phải, Hàng Châu là cửa ngõ của Đại Minh ta, thương nhân vạn nước xem Hàng Châu là đại biểu của Đại Minh, xem chi phủ Hàng Châu là đại biểu cho triều đình của Đại Minh. Người nên phái một người giỏi, thích hợp, nhân lúc mùa đông sắp tới,
thương lưu giảm bớt để y nhậm chức xử lý lại trị, chỉnh đốn địa phương, sang năm dùng diện mạo hoàn toàn mới mà tiếp đãi sứ các nước dương oai cho đại minh ta. Chính Đức trầm tĩnh gật đầu nói: "Nói rất phải, Vương Ái Khanh, Trương Ái Khanh nói rất có lý, các khanh thấy phái người nào nhậm chức thì thích hợp đây?" Vương Hoa Tranh nói trước: "Hoàng thượng, hộ bộ chủ sự Nghiêm Tung tài hoa hơn người, tuổi trẻ tài cao, hơn nữa thư vạn lời thỉnh khai hải cấm là do người này trình lên. Đại Minh trăm năm cấm biển mới ở trong tay vua ta, y lại dũng cảm lớn gan đề nghị mở cửa. Người tầm nhìn lâu dài, nhậm chức ở hộ bộ biểu hiện cũng tài tình, đánh giá xuất sắc, cho nên y mặc dù tuổi trẻ, song lại xứng với chức vụ này. Trương đại nhân, ngài nói có đúng không?" Vương Thượng Thư nói rất có lý, thần giữ lại bộ, đánh giá chiến tích của Nghiêm Tung quả thật đặc biệt xuất sắc kìa. Trương Thái cũng không hàm hồ: "Chẳng phải là chi phủ tuy sao, ta cho ngươi xem ngươi hôm nay còn muốn nghị sự bao nhiêu chỗ trống quan viên nữa đây." "Chuẩn tấu, các khanh còn có chuyện gì muốn tấu không?" Trong lòng Chính Đức cũng suy tính sai, bá quan bị gì thế này, ngày hôm qua ầm ĩ dữ dội như vậy, hôm nay lại không buồn nhắc đến, không lẽ chẫm hôm qua nằm mơ hay sao? Y đang nghĩ ngợi thì Dương Lăng tiến tới một bước thi lễ: "Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có bản tấu." "Nói đi." Chính Đức vui sướng ngồi thẳng người lên, tính tình của y quả thực không thích đoán đố. Nếu hôm nay không ai thực sự đề cập chuyện này nữa, nói không chừng trong lòng y rất khó chịu. "Thần phụng mệnh tuần tra thiên hạ, thay hoàng thượng khảo sát quân chính dân tình địa phương, từ bắc tới nam, từ đông sang tây, các phủ đạo kinh lược cũng nghe nói nhiều, thần đang muốn chỉnh lý kỹ lưỡng để tiện phục mệnh với người đây. Khi thần ở Tứ Xuyên còn phát hiện được một nhân vật, người này tuổi còn trẻ, tài hoa đầy người, văn thao võ lược, có thể nói đây là người tài, được xưng là đệ nhất kỳ tài ba thục kìa. Vua tôi mới thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, vạn tượng đổi mới, chính là lúc cần dùng người. Nhân tài như vậy làm sao có thể bỏ mặc ở miền quê được. Thần và đại học sĩ Lý Đông Dương, đại học sĩ Tiêu Phương, lễ bộ thượng thư Vương Hoa và binh bộ thượng thư Lưu Vũ cùng nhau tiến cử, cung thỉnh vua tôi vạn tuế đặc cách đề bạt." Chính Đức Hoàng đế liền cảm khái: "Ồ, có thể làm cho Dương Lăng thừa nhận như vậy, hắn dường như vẫn chưa khen ai. Đây là lần đầu tiên ai lại giỏi giang như vậy vậy?" Chính Đức vội vàng truy vấn, Dương Lăng ngang nhiên đáp: "Người này họ Dương, tên Thần, là người ở Tân Đô, Tứ Xuyên, học thức sâu rộng, có thể xưng là nhân tài trụ cột." "Dương Thần, người Tân Đô Tứ Xuyên sao?" "Trong quần thần có người nhớ rõ, đệ nhất thần đồng Kinh Đô 13 tuổi vào kinh thi, dùng thi văn nổi danh kinh sư, được Lý Đông Dương nhận làm đệ tử môn hạ, không khỏi thất thanh." "Là Dương Thần, con trai của Dương đại học sĩ sao?" "Đúng vậy." Dương Lăng tiếp lời: "Người ngoài tiến cử, khó tránh thù địch, bên trong nâng đỡ, khó tránh thân thích. Người này đại tài, có thể đảm đương được trọng dụng. Vì vậy, thần tuy là quan đồng liêu với cha của y, cũng không tránh hiểm nghi mà tiến cử." Lý Đông Dương vuốt râu nói: "Dương Thần quả thật là một vị tài tử, triều đình có thể dùng được." Đám người Tiêu Phương, Vương Hoa cùng cúi người nói: "Chúng thần cùng tiến cử." Chính Đức suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Được, nếu các vị ái khanh gia tiến cử, tài học Dương Thần nhất định là không tầm thường rồi. Vậy lấy khoa cử vào triều, chấm sẽ đích thân hạ chiếu chỉ, có điều ban chức quan gì cho thích hợp đây?" Dương Lăng nói: "Bẩm hoàng thượng, Dương Thần tuổi mới 17, tài học hay kiến thức thì xuất chúng, thế nhưng chưa có kinh nghiệm tham chính, không thể tùy tiện ban chức được. Có thể ban cho y một chức để y làm quen với quy chế triều đình, công văn lục bộ quân chính, 2-3 năm sau sẽ trở thành một vị thần mẫn cán, là một cánh tay đắc lực của hoàng thượng." Tiêu Phương lập tức nói: "Nếu như thế, lão thần cho rằng Dương Thần nên đảm nhiệm chức lại bộ đô cấp sự trung chính thất phẩm." Trương Thái đã bị Dương Lăng quay vòng vòng, mới sáng sớm đã giở trò gì vậy đây? Đầu tiên là Dương Nhất Thanh vào kinh, ai lại không biết Dương Đình Hòa bất hòa với y đây? Làm như vậy Dương Đình Hòa nể mặt hắn mới là lạ. Ngay sau đấy lại để Nghiêm Tung đến Hàng Châu, một chi phủ ngũ phẩm nho nhỏ, lúc này lại tiến cử con của Dương Đình Hòa làm quan, đây là ý gì? Dùng việc này để cầu Dương Đình Hòa thông cảm hay sao? Có điều dùng khoa cử vào triều, mặc kệ y có phải là nhàn quan hay không, như thế nào cũng phải ban ngũ phẩm trước, còn thất phẩm ư, lại khoa. Trương Thái nghĩ đến đây liền căng thẳng, chỉ nghe hoàng thượng lên tiếng: "Nếu các khanh không có ý kiến gì, vậy chấm sẽ hạ chỉ, Dương Thận vào triều đảm nhiệm chức lại khoa đô cấp sự trung, về sau chiến tích xuất sắc sẽ thưởng thêm." Trương Thái há hốc miệng, chỉ có thể nuốt nước miếng, thời cơ chưa qua tức thì, lại thua một ván. Đảm nhiệm lại khoa đô cấp sự trung, đây là tự đeo gông vào cổ. Cấp sự trung
trưởng quản thị tùng can gián bổ khuyết thu thập xét duyệt phong bỏ chiếu chỉ sửa sai tấu chương báo quan dâng lên giám sát các ti lục bộ mục tội quan lại cùng ngự sử bổ sung lẫn nhau ngoài ra còn phụ trách ghi chép biên soạn chiếu chỉ đề tấu giám sát tình hình các ti chấp hành bổ sung quan khảo thí thi hội bổ sung quan thu bài thi đình sắc phong tôn thất các phiên hoặc báo cho ngoại quốc biết sung chính phó sứ thụ lý oan tụng vân vân và vân vân chức hèn thế nhưng quyền trọng phong bỏ chiếu chỉ sửa sai tấu chương báo quan dâng lên giám sát các ti lục bộ mục tội quan lại thụ lý oan tụng quyền lực còn nhỏ hay sao biên soạn chiếu chỉ đề tấu giám sát tình hình các ti chấp hành bổ sung quan khảo thí thi hội bổ sung quan thu bài thi đình làm chức này lâu ngày cũng tức là môn sinh bằng hữu rộng khắp thiên hạ chủ yếu nhất chính là chức vị y đảm nhiệm là lại khoa đô cấp sự chung bản thân mình về sau còn có thể không kinh dè việc thăng giáng quan viên hay sao chỉ cần ngồi ở vị trí này bản thân muốn hành sự cũng không thoải mái nữa trương thái vừa hối hận vừa tự trách giận dữ tiến lên một bước lớn tiếng mà nói hoàng thượng thần cũng có bản tấu thục trung mấy ngày trước báo nhầm tin dương lang dương đại nhân đã chết vì công lao nên hoàng thượng truy phong dương đại nhân là uy quốc công cũng ban thủy hiệu là văn thành vũ đức hiện tại dương đại nhân cắt nhân thiên tướng trở về kinh sư thủy hiệu dĩ nhiên cũng thu hồi thế nhưng hoàng thượng vì truy công nên ra phong dương đại nhân là uy quốc công thế nào là truy công đây chính là vì dương đại nhân lập công ban tước nhưng chưa kịp phong thưởng cho nên dương đại nhân còn sống hay không cũng không ảnh hưởng tới ân thưởng của hoàng thượng đối với ngài ấy được hoàng thượng kiểu ngũ chí tôn kim khẩu ngọc ngôn sao có thể làm ngược lại thu hồi mệnh lệnh đã ban ra được làm như vậy chẳng phải người trong thiên hạ nhạo báng nói triều đình đại minh ta phong quốc công chỉ có người chết phong được người sống không phong được hay sao về sau các thần tử còn ai dũng cảm nói theo dương đại nhân lập công bất phàm nữa đây trương thái dứt lời phía sau đồng loạt quỳ xuống cùng nói hoàng thượng hạ chiếu không phải trò đùa chúng thần cho rằng nên phong dương lăng làm uy quốc công dương đình hòa phất tay áo đang muốn tiến lên tranh cãi chợt thấy vạt áo bị kéo y quay đầu nhìn lại chỉ thấy lý đông dương vẫn thản nhiên tay phải lại níu chặt lấy áo của y trong lòng chính đức giật mình bất giác nhìn sang dương lăng hắn sẽ từ chối hay là chấp nhận đây chính đức chần chừ nói dương khanh trẫm nghĩ công lao của dương khanh đủ để phong thưởng tước quốc công trẫm nghe nói ái khanh đã chết trong lòng đã buồn truy phong ngươi là uy quốc công hiện tại ái khanh còn sống trong triều có quan viên nghĩ trẫm sẽ thu hồi lệnh lãnh đã ban ra cũng có quan viên cho rằng công của ái khanh có thể phong tước không biết ái khanh có ý như thế nào dương lăng kinh hãi cuống quýt quỳ xuống cúi đầu nói hoàng thượng ban tước thần không dám chối từ nghe xong câu hoàng thượng ban tước thần không dám từ chối quần thần lẩm nhẩm trong lòng mới tâm thiệt ý nghĩa cho dù các quan viên vốn định ép hắn nhận tước vị uy quốc công hay là những kẻ dồn hết sức chuẩn bị lôi hắn xuống ngựa tất cả đều ngây người ra chính đức hoàng đế thở dài thầm nghĩ trong bụng bốn tên tiểu hoàng môn kia sau khi tan triều chấm nhất định vả vào miệng chúng dương lăng thản nhiên nói công lao của vi thần đã lập được so với tiên hiền chẳng qua chỉ là hạt cát được hoàng thượng ân thưởng thần không khỏi sợ hãi nhưng kẻ bề tôi không dám khước từ ban thưởng của quân vương thần nguyện tiếp nhận tước uy quốc từ chức đề đốc nội sướng ngoại tứ gia quân uy võ tướng quân cùng với chức trách đốc quán khai hải bỏ lệnh cấm chính đức mặt mày hớn hở thầm nghĩ trong lòng muốn từ là từ hay sao chấm ở đâu người ở đấy còn không phải muốn dùng thì dùng còn để ý mấy cái chức quan cố định đó hay sao chính đức gật đầu những lời của ái khanh rất có lý nếu đã như vậy chấm đồng ý những gì khanh tấu đối với mấy chức này ái khanh có ai thích hợp kế nhiệm hay không dương lăng nói nội sưởng đại đứng đầu ngô kiệt chính là người thành lập nội sưởng một tay lo liệu mọi việc năng lực xuất chúng làm việc cẩn thận thăng chức sưởng đốc được chuẩn tấu khởi bẩm hoàng thượng hiện tại khai hải thông thương đã được mấy tháng để chuẩn bị đầy đủ thị bách ti hải sự nha môn vận chuyển đã bình ổn không cần thiết chuyên trách đốc quản nữa thần nghĩ sẽ do hải sự nha môn trấn thủ tổng giám cốc đại dũng và quan phủ địa phương phối hợp lẫn nhau đủ để bảo đảm hàng hải bình thường thương vận thuế phú sẽ không xuất hiện biến đổi lớn gì cả chuẩn tấu còn về phần biên quân vào kinh thành hoàng thượng vạn tuế anh minh thần võ tinh thông binh pháp ngoại tứ gia quân lệ thuộc trực tiếp vào hoàng thượng xem hoàng thượng là thống soái xem tổng binh bốn chấn là môn sinh của thiên tử thần chỉ kiêm chức phó soái phân lưu cùng với hoàng thượng khi bận rộn quốc sự mà thôi nào dám vọng ngôn thay hoàng thượng quyết định chọn người thay thế đây à được vậy chấm muốn ngươi tiếp tục thay chấm phân lưu ngươi phải giúp chấm trông coi ngoại tứ gia quân cho thật cẩn thận chấm rất bận văn võ ba quan cũng rất bận bận nghe quân thần hai người đối thoại
phân tích mỗi một sự kiện đại biểu cho nhân sự thay đổi ảnh hưởng như thế nào đối với mình, triều chính và thế lực mạnh yếu trong triều. Vâng, ăn lộc của vua thần dĩ nhiên phải vì vua phân ưu rồi. Long Nhan Chính Đức cực kỳ vui mừng, cười tươi nói: Lát nữa tan chiều, Dương Khanh Khoan về vội đến hậu cung gặp Thái hậu, Thái hậu có lời muốn nói với ngươi. Soạt một tiếng, văn võ bá quan lập tức dựng ta lên nghe. Dứt lời, Chính Đức hỏi: Chư vị ái khanh còn bản tấu nào không? Mọi người đang bận tiêu hóa, không ai để ý nói gì. Chính Đức khoát tay nói: Bãi chiều. Y nhấc mông lên, vô cùng cao hứng, quay lại hậu cung trước. Dương Lăng lập tức đơ người ra: Người nói đi, người cứ nói đi, người không nói quan lại không biết lại đoán mò kìa. Ây, hoàng thượng không nên thân này. Hắn phất mắng bảo, bỏ lại vô số ánh mắt tò mò ở phía sau, bất đắc dĩ đuổi theo Chính Đức. Ghế dựa có hoa văn kỳ lân làm từ gỗ hoa lê vàng Hải Nam, tay nghề chế tác không rối rắm, gọn gàng dứt khoát, rất có sức nặng, tựa như mọc rễ đứng thẳng ở đấy. Người ngồi trên đang không ngừng run run, tựa như phía dưới có lò xo có thể bị bật lên bất cứ lúc nào. Bên cạnh là một chiếc bàn xấu xí, kiểu dáng chắc chắn trầm ổn, hoa văn tao nhã tĩnh mịch, màu gỗ đã ngả đen, đúng là gỗ từ đàn quý giá. Nhưng người đấm lên bàn không hề thương xót, khiến cho nó không ngừng rung bần bật, giống như có thể bị bung ra bất cứ lúc nào. Trương Văn Miện đau lòng rời ánh mắt đi, bởi vì Lưu Cẩn lại vung quyền đấm lên. Lưu Cẩn căm hận nói: Dương Lăng à Dương Lăng, cái tên khốn kiếp đó vì sao nhất định phải gây chuyện với chúng ta như vậy? Sắp xuống đài còn muốn đâm ta thêm một nhát nữa sao? Dã chàng xe cát khi không lại thành toàn cho Cốc Đệ Dụng rồi. Binh một tiếng, lại một quyền nữa. Lưu Cẩn tràn đầy bi phẫn nói: Chẳng lẽ Lưu Cẩn ta kiếp trước là thợ may hay sao? Đã định trước phải may áo cưới cho kẻ khác hay sao? Trương Thái che miệng, ho nhẹ một tiếng, thi lễ với Lưu Cẩn, vẫn là áo mũ chỉnh tề, khí độ bất phàm. Lưu Công Công cần tức giận chứ, thứ chúng ta đang muốn chẳng phải đã có rồi hay sao? Được cái con khí, nội xưởng ư, các người không biết thế lực nội xưởng hiện tại lớn như thế nào sao? Chúng còn kinh doanh nữa kìa, có thể nói tiền tài ào ào, tài lộ đã bị chúng chiếm rồi, người khác muốn chen vào ăn trực rất khó. Nhưng hiện tại, Dương Lăng nói lui là lui, lại đem nội xưởng giao cho Ngô Kiệt. Ngô Kiệt là ai đây? Chuyện này có khác gì Dương Lăng tự tay nắm giữ nội xưởng không? Hơn nữa, hải quan Thị Bách Ti, hắn lên thuyền liền rút ván, lại còn thỉnh chỉ từ chức quan này. Hắn không làm nữa, ta cũng không thể làm. Ngược lại thành toàn cho tên khốn kiếp Cốc Đại Dụng độc chiếm đại quyền, hải thị nha môn. Nha môn đó mập đến chảy mỡ ra kìa. Còn nữa kìa, còn có ngoại tứ gia quân, ngoại tứ gia quân. Lưu Cẩn tức giận, nói không được nữa, nhận lấy chén trà nha hoàn đưa tới, hấp một ngụm lớn, tức đến thở phì phò. Trương Thái nhíu mày thầm nghĩ: Ngoại tứ gia quân thì sao chứ, hiện giờ không đánh giặc nên không cần động binh, không sợ nhất chính là y giữ binh quyền, còn người khó chịu chính là ta này. Dương Thần, đó là bọn Dương Lăng, Lý Đông Dương, Phương Hoa cùng đề cử, cha y lại là Dương Đình Hòa, ta động đến người này được không? Một cấp sự trung thất phẩm còn con lại trở thành tiên danh chặn đường của ta sao? Không chừng lại lúc nào đó y không để ý, cứ chơi y một vố lớn vậy. Trương Văn Miện vắt óc suy nghĩ, hồi lâu sau mới lên tiếng: Lưu Công, xem ra bên cạnh Dương Lăng cũng có người tài. Hôm qua hoàng thượng rõ ràng thiên vị chúng ta muốn cho Dương Lăng làm quốc công, hiện giờ nếu như Dương Lăng kiên quyết từ chối không làm ưu quốc công, cho dù chúng ta không dùng kế đặt lời với hoàng thượng, người sớm một gì cũng có thể hiểu được ý trong đó rồi, biết Dương Lăng tham quyền không buông. Chiều đó của hắn đích thực càng khiến cho hoàng thượng tin tưởng, cũng thuận thế trở thành quốc công vinh hoa vô hạn rồi. Có điều hắn rốt cuộc xem như buông bỏ quyền lực, không đối đầu với công công nữa, công công toàn thắng, hà tất phải tức giận như vậy? Kế hoạch của chúng ta toàn thắng rồi sao? Chỗ nào chứ? Tại sao chúng ta không phát hiện hắn đã từ bỏ một chút quyền lực nào vậy? Lưu Cẩn bực tức nói: Lưu Công bất giận, xin nghe học sinh nói kìa. Đầu tiên Dương Lăng thực sự đã tử quan, dựa vào ân y ngày trước, hắn có thể trói buộc được những thuộc hạ này bao lâu đây? Sở dĩ nói huyện quan không bằng hiện quán, cũng là bởi vì tiền đồ của những người này trong tay hiện quán có thể ảnh hưởng đến hắn ta. Một khi mất phần quyền lực này rồi, dựa vào uy danh và ân huệ ngày trước kia, sức ảnh hưởng của hắn sẽ không vượt quá nửa năm. Đến lúc đó những kẻ này sẽ khống chế được không nổi nữa rồi. Dương Lăng làm quốc công, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Có điều đừng mơ tưởng mà tranh chấp với được Lưu Công Công ngài thêm ngày nào nữa kìa. Chỉ nói về chuyện này thôi, ngài đã thắng, hơn nữa lại là toàn thắng. Vẻ mặt của Lưu Cẩn cũng giãn ra, y lướt qua Trương Văn Miện, ngồi xuống ghế xoa nhẹ mu bàn tay sưng đỏ, ánh mắt lóe lên, chậm rãi gật đầu. Có lý. Chúng ta đối đầu, cái tên Dương Lăng này làm cho người ta nhìn thấy chán ghét mà. Vốn không làm gì được hắn, chỉ cần hắn ngoan ngoãn làm quốc công gia của hắn đi,
không gây sự với ta nữa, ta còn gì phải sợ nữa đây. Trương Văn Miện lại nói, từ sắp xếp của Dương Lăng cho thấy hắn cũng tự biết đại thế đã mất rồi, đang vùng vẫy sẽ chết đây. Hắn điều Dương Nhất Thanh hồi kinh làm gì chứ? Bởi vì thế lực chủ yếu của hắn là sừng vệ và quân đội, dựa vào một Lưu Vũ, hắn sợ không phải là đối thủ của công công, cho nên hắn mới điều Dương Nhất Thanh vừa thúi vừa cứng rắn tới, danh tiếng cũng lớn hơn về kinh kìa. Đồng thời một hòn đá ném hai con chim, để cho thân tín Vương Thủ Nhân của hắn vào vị trí đấy, thuận lợi làm chức vụ tam quan trấn soái trọng yếu. Nhưng một binh bộ thượng thư, một binh bộ thị lang có thể làm gì được công công ngài đây? Huống chi đến lúc đó Dương Đình Hòa tranh chấp với hắn, nhị Dương phân cao thấp, Lưu Công có thể ngồi mát ăn bát vàng kìa. Còn hắn điều Nghiêm Tung đến Giang Nam tiến cử Dương Thận làm cấp sự trung, chẳng phải muốn ôm mục đích này đâu. Trước khi hạ đài, lưu lại vài người giỏi trong triều đình, tránh để cho người đi trả lãnh. Nhưng thiếu cây to che chở như hắn, đống cỏ dại đó có thể chống đỡ được bao lâu đây? Lưu Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy có lý, không kìm được trợn mắt dựng mày, y nhếch môi cười. Văn Viện, Văn Miện nói phải, chúng ta đúng là nóng nảy rồi. Không tệ, chỉ cần không có Dương Lăng thôi, chúng ta không cần để ý mấy tên kia. Nhưng ta vẫn không cam tâm, Dương Lăng trở thành quốc công gia, tuy nói không có quyền, thế nhưng vinh hoa phú quý an hưởng vạn năm, cùng Đại Minh tồn tại, ban ơn cho con cháu muôn đời. Trước khi đi còn bị hắn đâm cho một nhát như vậy, thế lực của hắn nắm giữ ta không chiếm được gì cả, thật không cam tâm mà. Trương Thái nghe đến đấy, đối với phân tích của Trương Văn Miện cũng có phần đồng ý, y bình tĩnh suy nghĩ, tư duy cũng nhanh nhẹn hẳn lên. Công công, hạ quan cảm thấy Văn Miện phân tích rất có lý. Theo hạ quan thấy, Dương Lăng hạ đài ảnh hưởng rất lớn đến những người theo phe hắn kìa. Hắn sốt ruột sắp xếp những người thân tín cũng là vì hắn không nắm chắc sau khi hạ đài còn có thể khiến cho các quan viên theo hắn. Nếu như hạ quan đoán không sai, lựa chọn duy nhất của những người cùng đường chính là bỏ hắn, sau đó hắn sẽ nương nhờ công công, đến lúc đấy sẽ kéo càng nhiều người tới hơn nữa. Đến cuối cùng, mấy thân tín Dương Lăng an bài trong triều sẽ thân cô thế cô, giống như ba đại học sĩ bây giờ vậy, không làm được gì cả. Cứ giữ họ ở yên đấy không động đến, họ cũng không có bản lĩnh gây phiền phức cho công công được. Lưu Cẩn nghe xong phân tích của y, càng nghĩ càng vui vẻ, gật đầu lia lịa nói phải. Mưu kế Dương Lăng tự bảo vệ mình tuy hay, thế nhưng căn cơ dựa dẫm là cơ sở bá quan càng ngày càng hùng hậu của hắn. Chuyện ngoài thăng trong dáng của hắn không can hệ gì đến những kẻ cùng vui cùng buồn với hắn. Nhưng đối với rất nhiều quan viên theo hắn vì muốn thăng quan phát tài, muốn tìm cây cao bóng mát mà nói, lại đủ để khiến cho bọn chúng phản bội Dương Lăng, đầu nhập vào chỗ Lưu Cẩn rồi. Nếu bọn chúng toàn bộ đầu nhập vào chỗ Lưu Cẩn, mấy tên chủ chốt Dương Lăng lưu lại trên không chạm trời, dưới không chạm đất, chính là ba đại học sĩ hiện giờ bị treo giữa không trung, không làm gì được, cần gì phải sợ đây. Trương Văn Miện trước giờ đều tranh giành với Trương Thái, không hề phục nhau, hiện giờ thấy y qua mặt mình mà thức tỉnh Lưu Cẩn, y càng muốn lấy lòng hơn, lập tức nói: "Hiện giờ Dương Lăng hạ đài, công công nên rèn sắt khi còn nóng. Hiện tại đã là cuối năm, đây là lúc đánh giá công tích của bá quan trong kinh. Trương đại nhân trưởng quản lại bộ, nếu nhân cơ hội khảo hạch đàng hoàng các quan viên bên phe Dương Lăng, thiệt nghĩ sẽ khiến cho những kẻ hùa theo thấy rõ ai mới là trụ cột của đương kim triều đình, có thể vì chúng che mưa che gió được." Tuyệt, Văn Miện quả đúng là tiểu gia cát của chúng ta, kế rất hay. Không, không ổn đâu công công. Trương Thái hận không thể đá Trương Văn Miện một cước. Khốn kiếp, tiểu nhân đắc ý, cũng quá hồ đồ rồi. Chờ bá quan tự tìm đến cửa cầu xin, bọn họ không có đường lui, từ nay về sau hết hy vọng đi theo Lưu công công. Nếu gây khó dễ chấn áp, họ vẫn còn lưu luyến Dương Lăng bị ép đầu hàng, lòng quân có thể yên được hay sao? Hơn nữa phương pháp của mình còn có thể căn cứ thứ tự bá quan đầu nhập, đoán được bọn họ thành tâm được bao nhiêu, kẻ nào có thể nhanh chóng lôi kéo, kẻ nào sắp xếp ngoài trận doanh. Ý nghĩ tranh hết mọi người này tốt xấu lẫn lộn, sao phân biệt cho được đây? Hơn nữa còn phải đắc tội bao nhiêu người nữa đây? Y không đợi nói rõ nguyên nhân, Trương Văn Miện đã lạnh lùng cười lên tiếng: "Trương đại nhân, ngài là lại bộ thượng thư, đây là chuyện của ngài, sợ cái gì chứ? Sợ đắc tội hay là muốn mua chuộc lòng người đây? Có Lưu công công ở đây, ai dám làm gì ngài đây nào? Mấy kẻ hùa theo đó không có chút lợi ích thì sao có thể chịu theo công công nhanh đến vậy được? Theo ý kiến của tại hạ, đại nhân chỉ cần dùng thủ đoạn mềm dẻo hù dọa họ một chút thôi, trở qua năm mới thiên văn đã thay đổi, văn võ cả triều sẽ đầu nhập vào chỗ công công." Lưu Cẩn nghe nói thế liền sôi sục nhiệt huyết, y bất mãn trừng mắt nhìn Trương Thái nói: "Ngươi làm quan nhiều năm như vậy, lá gan ngược lại càng làm càng nhỏ, so ra còn kém hơn Văn Miện tú tài, cứ làm theo lời Văn Miện đi." Trương Thái thấy Lưu Cẩn nổi giận đành chắp tay nói: "Vâng, hạ quan tuân mệnh." Trương Văn Miện đắc ý liếc mắt Trương Thái tiếp tục nói: "Công công,
Lưu Kiện, Tạ Thiên, Hàn Văn, Lưu Đại Hạ ngày xưa ngạo nghễ quần hùng nổi như thế nào đây? Nếu như bọn họ hôm nay trở về triều đình, còn có thể oai phong như ngày xưa được hay sao? Không thể nào được. Về cánh đám người Trung Vu đã tan, rồng không có mây, hổ thất thế, còn khí thế gì nữa đây? Không bao lâu nữa, Dương Lăng cũng có kết cục như vậy. Khi đó Cốc Đại Dụng không chịu nổi nữa, cúi đầu với công công ngài là tất nhiên, cho nên đừng ngại buông tay trước. Nói đến khó xơi chính là nội xưởng. Nội xưởng là do Dương Lăng một tay thành lập, chắc sẽ không chủ động cúi đầu với công công đâu. Nhưng có điều này, công công ngài là tiên lễ giám đại tổng quản, xưởng vệ ấn đều thuộc quản hạt của ngài. Dương Lăng làm xưởng đốc khi có quyền trực tiếp tấu với hoàng thượng, công công không thể quản thúc nội xưởng được. Hiện giờ nội xưởng còn ai có bản lĩnh đấy đây? Đại đáng đầu Ngô Kiệt lúc ở Cẩm Y Vệ không làm được trò trống gì cả. Nhị đáng đầu Vũ Vĩnh là thiên hộ giữ cửa có tiếng. Hai cái đống phế vật này đều nhờ Dương Lăng chống đỡ mới thuận buồm xuôi gió được. Cho tới bây giờ đất Thục không có đại tướng, Dương Lăng lại dùng hai tên vô năng như vậy để thế lực trọng yếu nhất của hắn, có thể thấy Dương Lăng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Công công chỉ cần lật đổ hai kẻ này, nắm giữ nội xưởng là dễ như trở bàn tay thôi. Trương Thái khẩn trương nói: Hạ quan nghe nói lúc trước đang xây nội xưởng, vì hoàng thượng lo lắng Vương Nhạc nên mới tách cả xưởng để kiềm chế. Sự tín nhiệm của hoàng thượng dành cho công công thì khỏi nói rồi. Dương Lăng thôi chức, nội xưởng tất nhiên do ngài quản lý. Nhưng ngài quản lý nội xưởng lại không có quyền thay đổi xưởng đốc nội xưởng. Bọn họ nếu quyết tâm gây khó dễ cho ngài, có mặt Dương Lăng, hoàng thượng sẽ không làm khó bọn hắn đâu. Cho nên công công chi bằng bàn chút liên hệ cho các quan viên mới để bạt ở trong nội xưởng, lôi kéo từ từ. Nên đã kích hạn chế Dương Oai, tiến hành đồng bộ đối với mấy tên thủ lĩnh như Ngô Kiệt, Vũ Vĩnh. Sau 1.5 năm, nội xưởng đó chính là cánh tay của công công rồi. Trương Văn Miện nói: Đâu cần phí sức như vậy, nhắm thẳng trung khu tiếp quản nội xưởng. Ngô Kiệt, Vũ Vĩnh không chuyển được thì đừng chuyển, nâng bọn chúng cao lên rồi theo treo trên tường. Chọn ra vài người đắc lực từ tư lễ giám đưa đến nội xưởng làm đáng đầu, tiếp nhận việc buôn bán của bọn họ và bí mật dò xét kìa. Nội xưởng đó sẽ là vật trong túi công công, khiến cho bọn chúng đến phản kháng cũng không kịp. Đó gọi là xét đánh không kịp bịt tai. Lưu Cẩn hí hửng nói: Hay, kế hoạch của Văn Miện hay, ha ha. Dương Lăng trẻ như vậy đã được làm quốc công rồi, nếu không an phận thì sẽ gây hiểm khích à. Chúng ta đang thay hắn trừ hóa, làm việc thiện mà. Lúc này một hạ nhân ôm đống tấu chương đặt lên bàn nói: Công công, đây là tấu chương hôm nay bá quan đưa tới. Lưu Cẩn định ra quy củ, tấu sớ dâng lên hoàng thượng trước tiên phải dùng thiếp đỏ đưa cho y gọi là hồng bản, sau đó báo lên thông chính ti gọi là bạch bản. Quá trình này hoàn toàn tước đoạt quyền trực tiếp tấu lên hoàng thượng của thông chính ti. Nha môn thông chính ti to như vậy lại trở thành phòng thu phát của ti lễ giám. Lưu Cẩn làm như vậy thứ nhất là vì cướp đoạt quyền của thông chính ti, nhưng còn có một nguyên nhân nữa. Lưu Cẩn không đọc sách nhiều cho lắm, người đọc sách viết tấu chương lại thích viết sâu xa, y có cố hết sức cũng xem không hiểu, lại không muốn hồ đồ trình lên hoàng thượng như vậy, cho nên mới đề ra biện pháp này. Tất cả tấu chương đều có hai bản, trước tiên đưa một bản đến tư gia của y trước, có chuyện gì y cũng dễ suy tính hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể thương lượng với thủ hạ. Sao, có chuyện gấp sao? Lưu Cẩn thuận miệng hỏi một câu. Công công, thiệp mà báo quan đưa tới cũng chưa viết chữ cấp, có điều thiệp trên cùng là do thông chính ti chuyển tới, nói đây là sự vụ cung vua, không quan hệ tới ngoài triều, không thông qua thông chính ti đăng ký thượng tấu. Lưu Cẩn tò mò cầm tấu chương đó xem, bên ngoài là phong thư màu đỏ, bên trên tỉ mẩn viết chuyển truyền Lưu Cẩn. Lưu Cẩn vừa thấy liền tức giận, dầm một tiếng, chân bàn gỗ từ đàn lại bị đá mạnh một phát. Khốn kiếp mà, gan chó lớn mật, thông chính ti càng ngày càng làm càn. Trương Thái và Trương Văn Miện giật nảy mình, không biết nội xưởng lại xảy ra đại sự gì mà khiến Lưu công công giận dữ đến như vậy. Hai người vội vàng đến gần thì thấy tấu chương Lưu công công cầm trong tay vẫn chưa mở ra, có gì phải tức giận đây. Chỉ thấy Lưu Cẩn cười lạnh lên tiếng: Thông chính ti, thông chính sứ Mã Khanh Canh, xem ra làm cũng đủ rồi, dám gọi thẳng tục danh của chúng ta như vậy. Cỡ như y cũng dám gọi ta là Lưu Cẩn sao? Tam nhi, lấy thiệp của ta đáp lễ Mã Khanh Canh, nói Lưu Cẩn đa tạ lão nhân gia của y chuyển tấu chương cho ta, hôm nào đó Lưu Cẩn ta sẽ đến nhà thăm hỏi. Tam nhi vâng vâng dạ dạ, vội vàng lui xuống. Hóa ra văn võ bá quan đưa tấu chương cho Lưu Cẩn, trên phong bì đều có viết Lưu thái giám thân khải, quan mỗ mỗ khấu đầu bái gặp. Có vài kẻ nương nhờ Lưu Cẩn lại chẳng biết xấu hổ viết đỉnh thượng thân khải, môn hạ tiểu tư mỗ 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 bái. Còn đám người Lý Đông Dương rất khách khí, chỉ có thông tính chính ti lần đầu tiên chuyển tấu sớ cho y nên không biết quy củ. Hai người lợi lời khuyên nhủ một lượt, Lưu Cẩn tức giận mở phong thư ra xem nội dung tấu chương,
y lập tức chuyển giận thành vui, ha ha cười, nói: "Ha ha, hóa ra là xấu tấu sớ của nội sướng." Rời khỏi Dương Lăng, đến cách ăn nói của Hoàng thượng, chúng cũng không hiểu. Ngô Kiệt làm sửng đốc, vậy mà không biết tạ ơn Hoàng thượng, như thế nào, hồ đồ đưa tấu sớ đến thông chính tí. Trương Văn Miện vừa mới khuyên bảo Lưu Cẩn, dùng thế như sét đánh, nhanh chóng nắm giữ nội sướng. Lưu Cẩn quen làm việc ác, quả nhiên thần tốc, lập tức đứng dậy nói: "Người đâu, mau mau chuẩn bị kiệu." Y quay sang cười, nói với hai người Trương Thái: "Chúng ta phải ngay lập tức đến báo viên dâng sớ tạ ơn này cho Hoàng thượng, thuận tiện xin Hoàng thượng hạ một ý chỉ. Chỉ cần Hoàng thượng mở kim khẩu, giao nội sưởng cho ta quản lý thôi, lập tức căn bài nhân sự tiếp quản nội sưởng, hất văng Ngô Kiệt, Vũ Vĩnh ra." Lại nói lúc bấy giờ: "Ủy quốc công gia, Hoàng thượng đích thân chọn ngài kén phò mã cho công chúa Vĩnh Phúc, đây là tín nhiệm rất lớn của Hoàng thượng. Nói thật lòng, trong ba người chúng ta, Uy Quốc Công có tước vị cao nhất, đương nhiên tất cả chỉ nghe lệnh của ngài. Thọ Ninh Hầu gia là quốc cứu, là người thân của công chúa Vĩnh Phúc, cũng có tiếng nói hơn chúng tôi. Muốn làm thế nào để chiêu phò mã, chúng tôi đều nghe theo công gia và hầu gia vậy." Tất Chân dáng người gầy gò, đôi mắt lại khá tinh tường, y cười rạng rỡ, trái cúi phải khom, nói chuyện cực kỳ khách khí. Tất Chân vốn là thái giám thượng thiên giám, vì giờ luận cúi nên trước đó được đề bạt làm thiếu giám, sau đó lại thăng làm thái giám. Dương Lăng trước đây đi lại trong cung từng gặp qua người này, tuy nhiên hai bên không nói chuyện nhiều, cũng không quen thân. Thọ Ninh Hầu Trương Hạc Linh lại biết người này là điển hình của kẻ nham hiểm, y vốn là kẻ vô lại, không học cũng không làm, lòng lang dạ sói, tham tiền như tham mạng. Khi Vương Nhạc cầm quyền, y lấy lòng Vương Nhạc làm trấn thủ thái giám của Sơn Đông Đức Châu. Sau khi Lưu Cẩn tiếp quản tin lễ giám từ tay Dương Lăng, y là kẻ đầu tiên phái người vào kinh tặng lễ, tỏ lòng trung thành với Lưu Cẩn, do đó được đề bạt làm trấn thủ thái giám Sơn Đông. Lưu Cẩn kêu gọi hạ lệnh, trấn thủ thái giám các phủ có thể cùng hưởng ứng quyền lực giống như quan viên địa phương. Tất Chân lập tức hưởng ứng, vượt quyền tự tiện thụ lý tố tụng vụ án, cũng thừa dịp xảo trá vơ vét tài sản của quân dân. Do sự ức hiếp ngang ngược của y, vụ án trợ cấp thợ săn Thanh Châu đã khởi dậy dân biến. Lưu Cẩn dù đã điều động ngũ vệ binh mã chấn nát máu tanh mưa máu, thế nhưng cũng lo lắng Tất Chân gây phiền toái lớn, do đó điều y về ti lễ giám. Nào có đâu, bản quan trẻ tuổi nông cán, không hiểu quy củ kén phò mã như thế nào. Nghe nói vốn dĩ kén phò mã nên do ti lễ nội thần chủ trì, Hoàng thượng yêu thương ấu muội, ti lễ nội thần đương kim quốc cứu và hạ quan cùng sẽ chủ trì. Vì để thể hiện long trọng, đại chủ ý này còn phải để cho Thọ Ninh Hầu và Tất Công Công làm chủ mới phải. Dương Lăng vội vàng đáp lễ. Dương Lăng từ một đống chức vụ, cả người thoải mái, mãng bào trên người thay thành bào phục quốc công đỏ thẫm, càng tỏ rõ uy võ. Thọ Ninh Hầu biết hắn tuy không có thực quyền, thế nhưng vẫn có tiếng nói trước mặt Hoàng thượng hơn mình. Hơn nữa, hai người cùng kinh doanh phát đạt, đều là anh em. Một chút vui vẻ lúc đầu không còn nữa, vội vàng cười nói: "Quốc công gia kén phò mã cho công chúa, đây là việc trọng đại trước nay chưa từng có mà. Uy quốc công chớ có khách khí, thời gian cũng sắp tới rồi, chúng ta nên vào đi thôi." "À, được, được, công gia hầu gia, mời hai ngày." Tất Chân bật dậy dọn ghế ra, tươi cười nói. Ba người đang dùng điểm tâm ở Long Hưng Các, trên đường lớn trước cửa Chư Vương Quán. Đây là địa điểm chủ yếu để tuyển phò mã cho công chúa Vĩnh Phúc. Sau cùng bọn họ sẽ chọn ra ba người mới có thể dẫn vào trong cung thỉnh Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng đích thân xem xét. Bởi vì đến sớm nên kiệu quan của ba người gặp nhau liền cùng nhau lên trà lầu dùng điểm tâm. Thấy dòng người nối đuôi không dứt trên đường, người tuôn về phía Chư Vương Quán ngày càng nhiều, lúc này ba người mới đứng dậy xuống lầu. "Lục thím này, xem chừng sạp giúp tôi đi, tôi đi báo danh." "Hả? 3 đồng 10 cái, 5 đồng 20 cái. Ừ, được được được, sắp xỉ là được rồi. Nếu được chiêu làm phò mã, tôi sẽ không bán bánh chiên nữa đâu." Một tiểu hậu sinh ra mặt ngăm đen cười giòn tan, vừa cởi tạp dề, vừa chạy về hướng Chư Vương Quán. Dương Lăng ngồi trong triệu, nghe vậy liền trợn tròn mắt. "Đây là hạng người gì vậy? Sao kẻ bán bánh chiên cũng có thể hưởng ứng lệnh triệu tập phò mã ra vậy? Mà công chúa Vĩnh Phúc..." Dương Lăng nhớ lần đầu tiên gặp mặt trong cung thái tử, châm cài của nàng quệt phải bình phong, hắn bị Vĩnh Thuần buộc phải chịu tội thay nàng, đôi mắt long lanh tỏ ý xin lỗi. Nhớ tới trước đình giang sơn xa tắc, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy vàng cùng với tiên sư bước xuống bậc thang, khuôn mặt yêu kiều động lòng người đấy. Nhớ tới suối nước nóng Kế Châu, tiếng đàn thăm thẳm mạn che như nước, ánh lến lung linh, áo trắng như tuyết, công chúa Đại Minh khí chất cao thượng, sau rèm tựa như một đóa hoa sen xanh nổi trên mặt nước vậy. Bất thình lình, hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp cao cao tại thượng, hậu duệ tiên hoàng quý tộc, với một tiểu tử mặt đen đeo tập rể khó phân trắng đen, tay cầm một cái kẹp bằng trúc chồng lên nhau. Tiểu tử đấy còn mạnh miệng gào:
Bánh trên đây, bánh trên đây, 3 đồng 10 cái, mại dô, mại dô. Cổ họng đó vừa gào lên, liền đã văng tiếng đàn tao nhã kia. Cỗ kiệu chợt dừng lại, Dương Lăng liền ngã người về phía trước, trong lòng có chút phiền muộn. Hắn xốc mặt kiệu lên trách. Có chuyện gì vậy? Hiện tại Dương Lăng là uy quốc công, Ngô Hán Siêu được hắn an bài vào binh bộ, liền giữ Lưu Đại Bổng Trùy bên người, xem như thủ lĩnh gia tướng. Lưu Đại Bổng Trùy ưỡn ngực dẫn các gia tướng bảo vệ cỗ kiệu. Phía trước dòng người như chảy, xô xô đầy đầy, quan sai duy trì trật tự, vung roi ra, quất xuống quát. Cút ngay, tất cả cút ngay, để ba vị khâm sai đại nhân tiến vào. Còn mẹ người chứ, quan chiêu thân vào không được, ngươi chân vào trước làm cái gì? Muốn làm thái giám sao? Ê, ngươi nói vậy là sao? Ta muốn làm phò mã, mấy lời của tiểu tử ngươi cũng đủ để trị tội ngươi rồi. Với tính tình đó của tiểu tử ngươi ư, biến qua một bên đi. Nếu như lão tử đây trẻ lại 10 tuổi, cơ hội còn lớn hơn ngươi kìa. Tránh ra hết đi. Do đánh kêu đen đét, thế nhưng cũng không thực sự đánh vào người. Các vị sai dịch của binh mã ti năm thành điều khiển roi rất tốt, roi quất lên không trung vừa giòn vừa vang. Người người tấp nập, chật đến mức chân không chạm đất. Kiệu của ba người Dương Lăng và Trương Hạc Linh tuy được bảo vệ ở giữa, thế nhưng cũng không ngừng lắc lư, cực kỳ chật vật. Ai cũng sợ nếu bản thân mình tránh ra, nhân cơ hội bị người khác đoạt mất vị trí, vì vậy không ai buồn nhích ra cả. Đằng xa có người nhổ cờ hiệu của tiểu lâu lên, đứng trên bàn múa may, mặt đỏ gai hô lớn. Nào có cái lý này, vì sao không cho người sân Tây bọn ta báo danh vậy? Không công bằng, ta xếp hàng từ canh ba kìa. Đại Minh là đại minh của thiên hạ, công chúa là công chúa của thiên hạ, mắc mớ gì lại ưu tiên người Bắc Kinh như vậy? Bên bàn có một thanh niên trẻ tuổi dương dương đắc ý. Đáng đời, ai kêu ngươi không dò hỏi quy củ cho rõ ràng chứ? Ngươi đứng không chết được đâu. Tuyển phò mã trước tiên chọn con cháu của quân dân quan viên trong kinh thành, chọn không được thì đến kỳ nội Sơn Đông Hà Nam. Nếu mấy nơi đó đều tìm ra không ra người vừa ấy thì mới đến chỗ khác tuyển. Người đó từ từ mà đợi đi. Một người khác lựa lời mà khuyên nhủ. Thôi được rồi huynh đệ, ta đến dịch trạm Cây Minh đúng lúc vào kinh thăm dò, khẩn trương báo danh, kết quả để ta đợi thêm 2 ngày nữa xếp vào vòng 3 kìa. Thanh niên liền bực tức nói. Vòng 3 tốt xấu gì cũng có cơ hội, ta muốn được chọn cũng không thể. Còn mẹ nó chứ, tên kia, ta nhận ra ngươi rồi. Ngươi rõ ràng là ăn mày, ngươi tới đây làm cái gì? Tôi sao? Tôi là người Bắc Kinh. Vị đồng hương sân Tây kia sợ là sắp giận điên lên, nhảy xuống bàn muốn đánh người. Tên ăn mày vội vàng cầu khẩn. Đại ca tha mạng, đây không phải là báo danh rồi thì quản cơm chưa hay sao? Tôi chỉ vì kiếm miếng cơm ăn nên phải qua vòng thứ nhất thôi, bởi vì tôi không biết chữ mà. Dương Lăng cũng suýt chút nữa nhảy ra khỏi kiệu đánh người. Những kẻ này là ai vậy? Dù là tuyển chọn rộng rãi, thế nhưng cũng phải tự biết mình chứ. Đó là con gái của hoàng đế, là con của người trí cao vô thượng, đường đường là công chúa Đại Minh, tài sắc đều có, tại sao tuyển phò mã tùy tiện như vậy đây? Ngự sử Tuần Thành dẫn hơn 20 nha dịch chật vật chen chúc, đổ mồ hôi đầy đầu tiến vào, vẻ mặt đưa đám nói: Dương công gia, hay là chúng ta vào từ cửa sau đi, cửa chính không vào được nữa rồi. Cửa chính cửa sau không thành vấn đề. Ta nói tại sao lại loạn đến thế này? Người báo danh nhiều như vậy, còn có rất nhiều, người xem còn ôm giỏ trứng vịt muối, người như vậy cũng cho ứng tuyển hay sao? Phải, công gia, chỉ cần là dân chúng 4 tỉnh này dung mạo chỉnh tề, ngôn hành đoan chính, có gia giáo, tuổi từ 14 tới 16 đều có thể dự tuyển, xuất thân nghề nghiệp không giới hạn, tiền triều có phò mã của một vị công chúa hóa ra còn là người chăn vịt nữa kìa. Sao? Điều kiện rộng rãi như vậy sao? Dương Lăng mù mờ nói. Cỗ kiệu lùi về sau, vòng ra cửa sau của Chư Vương Quán, Dương Lăng không còn chút lòng tin nào nữa. Nhiều người như vậy, trình độ gì cũng có, tuyển chọn lúc nào mới có thể chấm dứt được đây? Ta có thể chọn một phò mã khiến công chúa Vĩnh Phúc hài lòng không đây? Những thanh niên kiệt xuất cố ý trở thành phò mã gia lần lượt xuất hiện. Mới nửa ngày đầu, Dương Lăng đã sắp trở thành mớ hỗn độn rồi. Muốn tìm một người thích hợp quả thực là quá khó. Từ 14 đến 16 tuổi, vẫn còn là một đứa con nít, Dương Lăng đã trải qua cái tuổi 30, nên về mặt tâm lý đối với hắn mà nói, sao có thể tìm ra được một người đàn ông thích hợp trong số đó làm chồng đây. Hắn chú ý tới tên ăn mày đã gặp buổi sáng đấy, đã được nhận một cặp lồng cơm, hơn nữa không biết thế nào còn được 2 phần, ngồi xổm phía dưới một cột cờ ăn ngon lành. Lúc đấy mới ý thức được đã tới buổi trưa rồi. Dương Lăng đang muốn tạm dừng việc tuyển người lại thấy một người đàn ông thân trên lõa lổ, áo buộc bên hông để lộ ra cơ bắp trên cơ thể, hai tay chống hai bên, chân đi khệnh khạng tiến về phía ba vị tuyển hôn sứ. Khi chân của y bước lên bậc thang, bậc gỗ dưới chân phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai mắt của Dương Lăng liền trợn trừng lên nhìn. Sao?
đây là tài nghệ biểu diễn gì vậy? Chọn phò mã sao? Không phải là chọn tuấn mã đâu, mà biến thành hai trụ đá rồi. Hai nhân huynh này không tới cọ sát thì thật là đáng tiếc à. Hơn nữa tuổi tác này, trẻ con cũng đành giả bộ cho có khí thế đây mà. Sao hắn ta lại trà trộn vào đây cơ chứ? Chỉ thấy người đàn ông đó từng bước đi lên bậc thang, đứng ở trước đài. Tất cả mọi người đều thở phào một cái, không còn lo lắng cái bậc thang kia có bị sập hay không nữa. Hai tay của người đàn ông này đập mạnh một cái, a một tiếng vang lên, hai trụ đá nặng hàng trăm cân bị hắn ta nhấc lên, giơ lên không trung chốc lát mới nện dầm xuống mặt đất. Cái đài chư vương quán này dù được làm bằng gỗ lại vô cùng rắn chắc, bị hai trụ đá đó ném trúng, khói bụi bay lên cao, trên mặt bàn rung động lên, chỉ thấy có ba tấm gỗ bị gãy, phát ra tiếng kêu răng rắc. Dương Lăng đánh giá người đàn ông này một lượt, nước da màu đồng cổ, hai khối cơ bắp trên ngực căng lên bóng lộn như quả bóng, hai cánh tay lực kéo như tuấn mã, phía dưới mặc một chiếc quần con, chiếc quần bó chặt lấy đùi, đùi của y còn to hơn thắt lưng của Dương Lăng mấy phần, còn chân dưới đầu ngón chân vểnh lên, nhìn không rõ là y đi giày gì. Dương Lăng lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn hai trượng đấy, mắt to mày thô, mắt to thoạt nhìn là một người đàn ông khoảng 27-28 tuổi. Dương Lăng hít một hơi, đang muốn mở miệng hỏi, bỗng bên cạnh vang lên giọng nói nanh nảnh. Cha ra nhìn cái bộ dạng tên này rất là cường tráng, ngươi hãy xem cơ bắp của hắn ta đi. Ây da, đáng yêu chết đi được. Người đàn ông tuấn tú như vậy, công chúa điện hạ nhất định sẽ thích cả. Sao? Người nói hắn ta sao? Cái miệng của Thọ Ninh Hầu sắp ngoác tới tận mang tai rồi. Ta nói Tất công tử này, người có ánh mắt gì vậy? Người đàn ông này, điện hạ khiếp sợ. Thiên hoàng quý tộc, người đàn ông này e là không phù hợp đâu. Tất Chân hai mắt áng áng nước, y dùng ánh mắt ướt át để đánh giá người đàn ông đấy, rồi mỉm cười. Hầu ra, những đứa bé vừa rồi thân hình mảnh khảnh giống như cây giá vậy, chưa có ai trưởng thành, sao có thể lọt vào mắt của điện hạ được chứ? Ngài xem vị tráng sĩ này đi, khí phách vô cùng. Dương Lăng ho khan một tiếng, ngắt lời của Tất Chân. Hắn ngồi dựa ra sau ghế, nhấc chân lên, ngồi vắt chéo. Lấy nắp ly trà, đẩy nước trà, chậm rãi nói với người đàn ông đấy. Vị tráng sĩ này tên là gì vậy? Bao nhiêu tuổi? Đã bỏ ra bao nhiêu tiền để sửa đổi ngày sinh vậy? Hả? À, hồi lão gia, tiểu nhân tên là Lâm Lạc Gia, sinh năm Hoàng Trị thứ tư. Qua Tết mới đủ 16 tuổi, không quá mấy tuổi đâu. Người đàn ông thô lỗ cục cằn này vừa mới mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn. Có lẽ dây thanh quản vẫn chưa phát triển hoàn thiện, đang ở tuổi đổi giọng. Phù một tiếng, Dương Lăng phun một ngụm trà ra. Người đàn ông trước mặt mới 15 tuổi sao? Sao có thể lớn như vậy chứ? Công chúa Vinh Phúc thực sự gả cho người này, hai người có thể cùng chung tiếng nói hay sao? Đừng nói tới thứ khác, cái đó không xứng được. Thể trạng này của y, đêm động phòng hoa chúc công chúa Vinh Phúc như một đóa hoa xuân sắc. Một đóa hoa sen chủ yếu là cực kỳ tàn ác, quá tàn ác với người ta rồi. Triệu chứng tổng hợp của Dương Lăng đang phát tác, Tất Chân lại vui vẻ hỏi khan. Ngươi làm gì vậy? Có biết chứ không? Dạ biết. Vị tráng sĩ đấy vẫn chống lạnh hai tay, tác phong vô cùng oai phong lẫm liệt, vỗ ngực mà nói. Tiểu nhân là con trai của quán chủ võ quán Trung Châu, thuần thục võ nghệ, đã học qua nhiều thi thư rồi. Ừ, được, được, tiếp tục đi, qua sơ tuyển. Tất Chân liền gọi người ghi tên của y vào danh sách. Lâm Lạc Gia vừa nghe xong đã qua cửa rồi, bỗng biến từ một người đàn ông lẫm liệt thành một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhảy xuống phía dưới đài. Hai tụ đá cũng mặc kệ. Dương Lăng khẽ lắc đầu. Ê ra, rõ ràng là một đứa nhỏ tâm trí chưa mở, mới có bộ dạng đấy, 8-9 phần là con nhà gia giáo đấy. Qua được cửa này lập tức sẽ lộ nguyên hình. Phò mã của công chúa Vĩnh Phúc ít nhất cũng nên là người đọc sách có tri thức kìa. Nếu thật sự gả cho vị tiểu đệ này, nàng còn không tức chết đi được hay sao? Lâm Lạc Gia xuống đài, lập tức bị hai vị sai nha chào đón. Ngươi trước tiên phải giao nộp tiền. Nộp tiền? Tiền gì vậy? Tiền gì sao? Tiền phá hoại của công của chư vương quán, đập vỡ mặt bàn, không phải sửa hay sao? Nói linh tinh, nộp tiền. Cha ơi, đại thúc này muốn phạt tiền con này. Trong hoàng cung, công chúa Vĩnh Phúc vẫn đang ngồi ngay ngắn ở trên đôn gấm, sắc mặt như hoa như ngọc, đang căng thẳng, không thể thốt ra câu hỏi. Thật ra công chúa Vĩnh Thuần lại vẻ mặt đầy hưng phấn, lên tiếng hỏi. Thế nào rồi? Hôm nay là ngày đầu tiên lên tuyến, có nhân vật nào ra dáng không vậy? Tiểu đinh tử đối diện vừa mới thay y phục quan thần trong cung,
vừa nghe thấy Vĩnh Thuần hỏi, liền nhếch miệng, liếc xéo một cái, rồi lắc đầu, vẻ mặt không vui. Công chúa Vĩnh Thuần trừng mắt lên nhìn, tức giận nói: "Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Dám chống đối lại với ta sao?" Tiểu đinh tử liền giải thích: "Điện hạ bớt giận, Dương đại nhân, không, là Dương quốc công suốt cả buổi sáng chính là cái bộ dạng này. Hắn không choáng thì ta cũng thấy choáng rồi kìa. Quốc công gia là quan tuyển chính, sáng nay còn chưa thấy hắn ta tới. Chính là Thọ Ninh hầu gia chọn chúng một Hoa Kiều Dương là một tú tài. Còn Tất công công chọn được một Lâm Lạc gia là một võ sĩ." Công chúa Vĩnh Phúc khẽ thở dài, tính tình của nàng đoan trang, kính cẩn nghe theo, tình yêu với Dương Lăng cũng mông lung, không tự giác. Hơn nữa, dựa theo lý trí của nàng, ý nghĩ này lại càng nghĩ càng không dám. Dương Lăng đã có thê thiếp rồi, nàng là công chúa Đại Minh, điều này chắc chắn là hai người mãi mãi không bao giờ có khả năng này. Mẫu hậu và hoàng huynh muốn tuyển phò mã cho nàng, Vĩnh Phúc cũng không dám bày tỏ ý kiến của mình. Trong lòng của nàng chỉ quan tâm tới người đàn ông mà nàng tìm thấy. Tốt nhất người đó anh tuấn và có tài hoa như Dương Lăng. Thế nhưng nguyện vọng này có thể hay sao? Công chúa Vĩnh Thuần hiếu kỳ nói: "Buổi sáng mới chọn được hai người thôi sao? Vậy hai người này nhất định là tướng mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, phong lưu nho nhã, còn hơn cả Phan An rồi chứ?" Tiểu đinh tử liền hình dung lại, khua chân múa tay, miêu tả lại tướng mạo của người ứng tuyển mà Thọ Ninh Hầu và Tất Chân đã chọn ra. Người mà Thọ Ninh Hầu chọn là người đọc sách, tướng mạo bình thường, tư văn nho nhã cũng được. Còn người mà Tất Chân chọn, dưới sự miêu tả của tiểu đinh tử, đơn giản chính là một con thú hoang. Nghe xong khiến cho công chúa Vĩnh Phúc hoa dung thất sắc. Vĩnh Thuần không nén được tức giận, lên tiếng: "Tỷ tỷ, hay là chúng ta đích thân đi xem." Vĩnh Phúc vừa nghe xong liền cuống quýt nói: "Sao mà được chứ, công chúa xuất cung đã là sai lầm lớn rồi, hơn nữa phải đi sắc mặt của nàng có xen lẫn chút ngượng ngùng, nàng khoát tay nói: "Người phụ nữ tầm thường cũng không thể làm chuyện hoang đường như vậy, huống hồ là ta kìa." Công chúa Vĩnh Thuần không cho rằng như thế là đúng, nàng liền nói: "Năm xưa Trần hậu chủ còn muốn để muội muội đích thân chọn phò mã, chúng ta chỉ là lén xem náo nhiệt thì sợ cái gì đây, chỉ cần cẩn thận một chút thôi, không ai phát hiện ra là được rồi." Công chúa Vĩnh Phúc cũng có chút động lòng, chần chừ nói: "Muốn xuất cung e là không phải chuyện dễ dàng như vậy chứ?" Công chúa Vĩnh Thuần mỉm cười: "Chuyện này thì có gì là khó chứ, bổn công chúa sẽ nghĩ cách thôi, có thể phụng theo ý chỉ nghênh ngang xuất cung tiêu dao một phen." Công chúa Vĩnh Phúc kinh ngạc: "Ngươi lại muốn xin mẫu hậu hạ chỉ hay sao? Chuyện này không thể, nhất định là không thể kìa." Công chúa Vĩnh Thuần cười híp mắt nói với tiểu đinh tử: "Kiến Dương hầu đang ở cung Thái hậu, ngươi đi nói với Kiến Dương hầu một tiếng, nó là hai vị công chúa muốn tới nhà cậu, xin Kiến Dương hầu khi xuất cung thông báo một tiếng là được." Lúc này Vĩnh Phúc mới chợt hiểu, kế này quả thực là rất khả thi. Trương Thái hậu đối với người nhà mình cũng rất dung túng thân thiết, hai người cậu bình thường đi lại ở trong cung từ lúc hoàng thượng dọn tới báo viên, trong cung là Thái hậu đương gia, hai huynh đệ đi thăm người thân thì lại càng cần rồi. Trương Thái hậu rất yêu thương đệ đệ Trương Diên Linh, bởi vì con trai không có thiện cảm với hai cậu, cho nên bình thường tìm cơ hội muốn để hai con gái và nhà đẻ qua lại thân thiết hơn một chút. Chỉ là hai vị công chúa đối với cậu cũng kính trọng, thế nhưng vẫn giữ khoảng cách. Bây giờ hai vị công chúa chủ động yêu cầu tới Kiến Dương hầu chơi, Thái hậu đương nhiên là vui vẻ chiều theo. Công chúa Vĩnh Thuần cười hì hì gọi cung nữ nói: "Mau đi lấy hai chiếc áo bào thư sinh lại đây, giúp ta và tỷ tỷ cải trang. Lát nữa chúng ta sẽ đi xem Dương quốc công rốt cuộc sẽ chọn phò mã như thế nào." Công chúa Vĩnh Phúc bỗng thấy trái tim của mình đập thình thịch như hươu chạy, sắc mặt chợt dâng lên hai đám mây hồng. Cũng trong lúc đấy, làm quốc công cũng không yên đâu. Ta thực sự là nợ lão Chu gia hắn mà. Khi ta nạp thiếp, hoàng thượng thì đại hôn. Ta là thiên sứ, hắn ta vào động phòng, còn ta thì thủ động phòng. Ngọc Nhi và Tuyết Nhi qua cửa ngày hôm sau ta mới gặp. Hôm nay là ngày Văn Tâm qua cửa, ta lại tới chọn phò mã cho công chúa. Văn Tâm vì ta mà phải chịu quá nhiều đau khổ. Hôm nay nói gì cũng phải quay về sớm, không thể để Nhất Tiên thay ta bái đường động phòng được chứ. Dương Lăng đưa tay lên vuốt cằm, cùi chỏ chống xuống bàn, sắc mặt vui mừng lẫn lộn, nhìn thấy một chàng thanh niên tuổi tác phù hợp tự lên đài báo danh, ra thế lại có tài nghệ biểu diễn hiện trường, không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu. Thọ Ninh Hầu và Tất Công Công không biết vị quốc công gia này không nói lời nào lại có bộ dạng mặt mày hớn hở, rốt cuộc là có hài lòng hay không, đành phải ra mặt thay cho vị quan chủ tuyển này tự quyết định chọn người. Dù sao đây là phỏng vấn lần đầu, kết quả tuyển chọn vẫn còn quá sớm. Dương Lăng không lắc đầu, điều kiện tuyển chọn cũng đã thoáng hơn rất nhiều, một chút thời gian là có thể chọn được hơn 10 người qua cửa, được dẫn vào hậu đường.
Cao Văn Tâm rất khéo léo, hiểu lòng người, nàng hiểu mình có thể được cấu nương cho phép lập làm bình thê. Phần đa nguyên nhân là nàng đã trị khỏi tật cho Dương Lăng. Ngọc Nhi và Thuyết Nhi cũng không thể bất mãn về chuyện này được. Song dù cùng làm tỉ muội với mấy người, chuyện này nếu nói trong lòng họ thấy thoải mái thì cũng không phải. Nếu như Dương Lăng giống trống khua chiêng, thân bằng hảo hữu, cả triều văn võ đều tới chúc mừng, đặc biệt là địa vị của hắn bây giờ là quốc công. Quốc công cưới bình thê, hoàng thượng cũng phải tặng quà. Hai người Ngọc Đường Xuân ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng cũng không nghe, ghen ghét mới lạ. Cho nên Cao Văn Tâm vẫn luôn nói với Dương Lăng, nàng đã vào cửa không có chuyện tái giá. Đơn giản là một nghi thức phu thê bái đường là được rồi. Dương Lăng bây giờ đã có hai vợ và hai thiếp vào cửa. Nhưng chuyện vui thực sự vẫn chưa có lần nào, bao gồm cả Cao Văn Tâm lần này với thân phận bình thê vào cửa. Cuộc đời này trừ phi tiếp tục nạp thê tử vào cửa, nếu không thì đừng mơ tưởng nữa. Dương Lăng tự lường trước được không thể cưới thêm chính thê nữa. Nếu không làm chuyện hôn sự, Văn Tâm lại có chút e dè, dứt khoát là không thông báo cho phụ tá cấp dưới, chỉ báo tin cho mấy người bạn bè thân thích là Hàn Uy, Dương Văn Long, Dương Thận, mời họ tới nhà uống rượu mừng. Lại thêm nửa canh giờ nữa, họ cũng chuẩn bị tới Dương Phủ rồi. Lát nữa sẽ bàn bạc với họ một chút, hay là tan trước là được. Những đứa bé này chọn thế nào cũng đều như vậy, có lẽ là tuổi trẻ ấu trĩ. Nếu như thực sự có một thiếu niên, lão thành, thấy được tâm cơ đầy bụng, lại không thích chọn. Dương Lăng nghĩ tới đây, nhàm chán đứng dậy ngáp một cái, miệng hắn vẫn còn chưa kịp ngậm lại. Một tiểu tử đứng trước đài, liền không người hành lễ, ngơ ngác hỏi. Đại nhân, ngài muốn hỏi điều gì? Ta hỏi... Với nhãn lực này còn muốn ứng tuyển phò mã hay sao? Dương Lăng xua tay, chỉ nói một câu. Chàng thanh niên chưa lớn này giống như một bản kế hoạch hoàn hảo đã tan thành bọt nước. Đi xuống. Dương Lăng mặc kệ vẻ mặt người đó buồn bã như cha mẹ chết vậy, thấp giọng nói với Thọ Ninh Hầu và Tất Công Công. Trương Hầu gia, Tất Công Công, ta thấy cũng không còn sớm nữa, xem thêm 20-30 người nữa thì dừng, ngày mai tiếp tục, thế nào? Hai người liền chắp tay nói. Xin nghe theo lời chỉ dạy của quốc công vậy. Dương Lăng chú ý thấy bên trái đài có một thân binh vẫy tay ra hiệu với hắn, liền gật đầu nói. Được rồi, hai vị cũng đã mệt rồi, ta đi tiểu tiện một chút vậy. Hắn đi xuống đài tuyển chọn, người đó thấy Dương Lăng xuống đài liền quay người đi trước. Phòng lớn nhỏ của Chư Vương Quán không ít. Hai người một trước một sau tới phòng yên tĩnh, Lưu Đại Bổng Trùy như hình với bóng đứng chặn ở cửa. Dương Lăng nghiêng người đi vào trong phòng. Người này tên là Hạ Hiểu Văn, tự Thần Cơ Doanh thời, là thân binh tùy tùng của Dương Lăng. Qua nhiều ngày luyện tập như vậy, sớm đã trở thành một nhân vật độc lập một phương, phụ trách khá nhiều việc dưới trướng Dương Lăng. Y thấp giọng nói. Công gia, Lưu Cẩn đã thảo thánh chỉ, nội sưởng quả nhiên đã quy về cho Ti Lễ Giám quản hạt rồi. Lưu Cẩn bây giờ đang ngồi kiệu 16 người khiêng, đang dẫn theo người đi tới Tây Sơn. Nhìn bộ dạng của hắn như sẽ lập tức tiếp quản tất cả mọi việc của nội sưởng vậy. Dương Lăng khẽ mỉm cười nói. Tất cả do hắn ta. Đại đương đầu, Ngô Sưởng Đốc nói thế nào? Hạ Hiểu Văn cũng mỉm cười lên tiếng. Sưởng Đốc đại nhân nói tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Tấu chương sẽ nhanh chóng được trình lên. Hắn liền nghiền cổ lên nhìn Lưu Công Công tới tiếp tay làm cục diện càng rối rắm. Chức vụ sưởng đốc mới này của hắn ta cùng với công gia ngài không ít liên lụy. May mà nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, về nhà chơi với cháu. Dương Lăng cười ha ha, suy nghĩ một hồi rồi nói. Hiện tại, hẳn giờ Thành đại nhân đã nhận được tin của ta, bình an vô sự rồi. Lập tức truyền mệnh một lệnh, bảo nàng không nên vào kinh. Vu đại nhân hiện ở Dương Châu để cho Vu Vĩnh đi gặp nàng ta, ra việc đi làm. Sau đó lập tức trở về Kim Lăng trấn thủ. Giang Nam là trọng điểm phát triển của chúng ta từ nay về sau, không thể sơ suất được. Hạ Hiểu Văn liền nói. Vâng. Nhân mã của Bắc Lục Tỉnh sớm đã bàn giao lại rồi. Hàn lão gia tứ hôm qua đã cắt đứt quan hệ với tất cả nội sưởng rồi. Tin tức bên phía Bắc và mệnh lệnh của ngài sẽ được chúng ta liên hệ bằng đường quân dịch. Dương Lăng chỉ khẽ gật đầu. Lực lượng khống chế của nội sưởng bây giờ đã chia làm hai. 7 tỉnh phía Nam giao cho Thành Khởi Vận, 6 tỉnh phía Bắc giao cho Hàn Lâm. Hai bộ phận lớn này bao gồm cả hai thế lực chính trị, tổ chức kinh tế và vũ lực bí mật. Các phương diện đều có người phụ trách cụ thể. Trọng điểm của 6 tỉnh phía Bắc Dương Lăng đặt ở Liêu Đông. Nơi này hắn không có ý đồ kiếm tiền, thậm chí ngay cả từ đầu, vì nhanh chóng mở ra cục diện, tiền kiếm được ở nội xưởng Giang Nam phần lớn đều đầu tư vào đây. Hắn không tiếc bất kỳ giá nào để tai mắt của mình được trải rộng Liêu Đông và Tắc Ngoại, khiến cho cục diện được bó gọn vào khối đất này, chỉ là vì hắn biết uy hiếp nội bộ Trung Quốc thường đến từ phương Bắc. Hắn biết đối với Đại Minh mà nói, uy hiếp tương lai là người nữ chân, nhưng từ khi hắn tới thời đại này, thế giới này đã xảy ra chút thay đổi. Do vì sự nỗ lực của hắn,
sự phát triển và lịch sử vốn có của ba bộ tộc Tháp Đát, Ngõa Lạp, Ngột Lương Cáp và Nữ Chân đã có sự khác biệt. Điều này tương lai cũng sẽ không thể xác định được. Ai cũng không biết bá chủ tương lai của Thảo Nguyên liệu có phải là tới từ Nữ Chân Kiến Châu hay không, hay là một bộ lạc thiểu số trong các bộ lạc bộ tộc Tháp Đát, Ngõa Lạp đây. Nhân duyên tế hội dựa vào mấy khôi giáp, dăm 30 người cuối cùng lại trở thành cộng chủ thiên hạ. Không có đối thủ thực sự, đó chỉ có một mình tranh bá một phương, một mặt làm suy yếu kẻ thù, tiêu trừ nguy hiểm vô hình. Muốn mình hùng mạnh, cải cách cấp tiến là điều không thể thiếu. Huống hồ, hắn cũng không nắm được các quốc sách cụ thể, thiết thực, hiện hành phù hợp với thời đại hiện tại. Xuất ruột liều lĩnh, tích cực làm cải cách tiên phong, hoặc là sẽ bị các thế lực lao tới, ngũ mã phanh thây, hoặc là chính sách quá lý tưởng hóa, biến thành bước nhảy vọt hại nước hại dân. Nước ấm, luộc ếch không thể dẫn tới sự biến đổi quá lớn của xã hội. Cuộc cải cách xã hội này cơ bản mới có thể thâm hậu, không thể vội vã hành quân, sau đó mới phát hiện ra hàng loạt những vấn đề xã hội không thể điều chỉnh, mâu thuẫn, xung đột mà càng xảy ra kịch liệt hơn. Nhưng như vậy, thời gian tiêu tốn cũng nhiều hơn. Điều đó không thể không quan tâm tới những dân tộc du mục này ở bên ngoài. Nguy cơ của Trung Quốc từ xưa tới nay đều là từ phương Bắc tới. Dương Lăng không thể không cẩn thận giải trừ sự chú ý mở đường biển Giang Nam đối với tâm huyết này. Dương Lăng dùng binh từ trước đến giờ, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Trong chiến dịch lớn lần này, từ trước đến giờ không thể nhất thời để tâm huyết dâng lên cao trào. Dựa vào linh cơ gì mà điều động hàng chục vạn đại quân được? Tài lực khuynh quốc cũng nhất thời không thể chuẩn bị được. Lương thảo này của hắn có lẽ bao gồm các công tác chuẩn bị ở các phương diện như tình báo, tuyên truyền. Nếu như thực sự quyết chiến chỉ cần một tháng, những công tác chuẩn bị ở thời kỳ đầu này có lẽ sẽ phải mất một năm, thậm chí là vài năm mới có thể nắm bắt được tiên cơ, ổn thao thắng khoán. Hạ Hiểu Văn thấy Dương Lăng không dặn dò gì thêm, liền chắp tay lui xuống chờ lệnh. Dương Lăng dừng lại, thở dài một cái. Rất hay, Lưu Cẩn đã ra tay rồi. Toàn bộ thực lực của ta đều tạm thời bước vào thời kỳ mai phục, để cho tên Lưu Công Công không kiêng sợ gì này biểu diễn một phen. Không cho hắn ta lại làm ra hành động gì lớn nữa, không để cho đám phản loạn hắn ta xa lánh một đòn chí mạng. Làm như vậy căn bản không cần tưởng tượng có thể đoán được đối với người dân quan liêu mà nói sẽ tạo thành một tai nạn. Nhưng sự hy sinh tạm thời này là cần thiết. Nếu thực sự đối với hắn ta mấy chục năm, sự hao tổn đó mới càng chí mạng, đau nhiều không bằng đau ít. Trên thành cổ Kê Minh Dịch, mình đích thân đốt quả pháo đấy, tiếng chân cụt tay đứt vang lên, lần lượt hiện lên ở trước mắt. Dương Lăng lắc đầu, xua tan đi tạp niệm trong lòng, bước ra nói với Lưu Đại Bổng Trùy đang chờ ở cửa đối diện. Đi đi, kêu người đặt sơ tuyển hậu đường, đều tự viết lại lai lịch. Giao cho Tất Công Công, sau đó trở về chờ thông báo của ta, lát nữa chúng ta sẽ hồi phủ. Sau nhà ngang Chư Vương Quán, những thanh niên đặt ở cuộc thi sơ tuyển đều mặt mày hớn hở, chào hỏi lẫn nhau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười sảng khoái. Ai nấy cũng đều kề vai sát cánh bên nhau, nhìn bộ dạng đấy giống như là huynh đệ thân sinh vậy. Chỉ có điều, huynh đệ thân sinh trong viện tử này chỉ có mấy chục người. Công chúa Đại Minh đang chờ gả lại chỉ có một. Những người thoạt nhìn nói chuyện vui vẻ, thân nhau như huynh đệ chờ tuyển phó mã ra này, nếu không vì mấy chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, không chừng các cái tay khoát trên cổ huynh đệ ruột kia sẽ tiện tay mà bóp xuống, bóp chết từng người một. Hey, lại có một người vào. Mọi người chờ tuyển phò mã ra, cẩn thận đánh giá một chút, trong ánh mắt bỗng hiện rõ sự cảnh giác. Tiểu tử này tướng mạo xuất chúng hơn mình, còn mẹ nó chứ, người có bản lĩnh gì thì đi thi Trạng Nguyên đi, cùng tranh cướp phò mã ra với chúng ta, người cũng thật không biết xấu hổ. Đúng lúc này lại có ba vị nữa đi vào. Người đi sau cùng trên người khoác chiếc áo bào là người đàn ông khoảng 30 tuổi, không giống người ứng lệnh triệu tập. Hai người phía trước một cao một thấp, tuổi tác cũng không lớn, nhưng người ta cũng rất tuấn tú. Chàng thiếu niên trắng ngần, mặt đẹp như họa, có tìm cả kinh thành cũng tìm không ra vài người. Họ cũng là chờ tuyển phò mã sao? Vậy ta còn có cơ hội không? Còn mẹ nó chứ, người có bản lĩnh gì thì đi thi Trọng Nguyên đi, hắn ta nói đúng đấy, cùng tranh cướp phò mã với chúng ta, người cũng thật không biết xấu hổ. Hai vị công chúa cải trang thành đàn ông lập tức trở thành kẻ địch của nhân dân. Mọi người vừa ghen tị vừa hận. Cái lợi giả vờ tao nhã, rộng rãi rộng lượng này đều nhìn không thấy. Họ đều là thiếu niên 15-16 tuổi, không có tâm cơ thâm trầm, lập tức có người không kiềm chế được mà bắt đầu gây chuyện. Ây da, sao lại có người ra như đánh phấn vậy? Bát tự nhẹ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như cô nương phải không? Người như vậy cũng không biết xấu hổ mà còn tới tuyển phò mã sao? Công chúa có thể chú ý tới loại người như ngươi sao? Mọi người hãy nói xem có phải không. Đừng có nói vậy, có lẽ hai vị tiểu ca này vốn là muốn vào chọn tướng công,
không cẩn thận đi nhầm cửa kìa. Hai người thiếu niên này có sức uy hiếp quá lớn đối với mọi người. Tất cả đối thủ cạnh tranh đều tạm thời đứng về một bên doanh trận, bắt đầu nhất trí đối ngoại. Vĩnh Thuần hứng chí bừng bừng muốn xem trong đám người này tiểu tử nào may mắn như vậy có khả năng trở thành anh rể của nàng. Bỗng nghe thấy một giọng chanh chua, lúc đầu khiến người ta ngẩn người ra, sau đó mới đoán ra được đối tượng chế nhạo từ ánh mắt cố ý của mọi người là hai tỷ muội mình. Công chúa Vĩnh Thuần chỉ ngón trỏ vào mặt mình, không dám tin mà nói: "Các ngươi nói ta sao? Ái nam ái nữ? Ta là ái nam ái nữ sao?" Tiếng cười chế nhạo bỗng vang lên khiến cho Vĩnh Thuần tức giận, đôi mắt to tròn của nàng trợn ngược lên quát: "Làm càn, các ngươi thật to gan, dám nói chuyện với bổn công tử như vậy, muốn vả vào miệng không?" "Người mới có 14 tuổi, tiểu huynh đệ, trẻ con còn chưa sạch hôi sữa đã tới tuyển phò mã, cộng lông còn chưa đủ dài đã tới rồi hay sao?" Con trai thứ của chủ thợ may Mạch Thị Thành là Mạch Tử Uy nhướng mày lên nói. Chỉ là một câu nói tỏ vẻ khinh miệt, nhưng nhị thiếu gia họ Mạch này đã gặp đại họa. Vị này trước mắt là công chúa, hơn nữa là một tiểu công chúa Vĩnh Thuần thướt tha xinh đẹp 13 tuổi. Cơ thể của nàng vừa mới dậy thì chỗ đào nguyên vừa mới nhú lên, không biết vì sao lông chỗ ấy dài ra. Hôm trước Vĩnh Thuần mới sợ hãi liền lén hỏi tỷ tỷ, bây giờ đối với câu lông còn chưa mọc đủ thực sự là nhạy cảm tới mức không thể nhạy cảm hơn được nữa. Vẻ mặt của Vĩnh Thuần đỏ lên như tiết gà, hai mắt trợn trừng quát tháo: Ngươi đổ chó xấu xa, ngươi muốn ăn đòn. Đừng tưởng nàng là một tiểu cô nương ngày thường ở trong cung đánh cầu đá cầu hoạt bát vô cùng, tính cách của nàng trong ba huynh đệ muội là giống Chu Hậu Chiếu nhất, còn thường thường theo thị vệ trong cung luyện tập vài cái khua chân múa tay. Thị vệ trong cung đều rất thích vị tiểu công chúa này, nhưng nàng chỉ là chơi đùa thôi, đâu chịu vất vả luyện tập gì. Khó mà được vị tiểu công chúa này nói ngọt mở miệng một tiếng Trương sư phó, Lý sư phó. Những thị vệ đó liền vắt óc suy nghĩ chút chiêu thuật chuyên môn công kích người khác, luyện truyền cho nàng làm tổn hại tới xương cốt người khác. Xem ra người con gái này ngay từ ban đầu đã có thuật phòng thân rồi. Nàng bước lên phía trước, đưa bàn tay ra, dùng chiêu Nhị Long đoạt châu, ngón tay của hai bàn tay xuyên thẳng vào mắt của Mạch Nhị thiếu. Mạch Tử Uy sợ hãi giơ tay lên ngăn cản. Công chúa Vĩnh Thuần liền đưa nắm đấm quyền rảnh rỗi trái lên, dồn sức mãnh hổ đào tâm vào giữa ngực bụng của đối phương. Khí lực không lớn, nhưng là đánh vào giữa ngực bụng, đó là nơi tập trung kinh mạch thái dương của người luyện võ, lập tức đánh cho Mạch Nhị thiếu gia giống như con tôm cuộn tròn dưới đất, tứ chi mềm nhũn không thể dậy nổi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 149 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tập 150 ngày mai.